bạn ơi, chị có một bức tranh Unico đang ngồi ở trong chiếc bánh. Đây là chiếc bánh cách điệu từ hình tròn. Bây giờ chị em chúng mình sẽ làm tranh cát nhé. Đầu tiên làm ý, bây giờ chị sẽ làm ở phần cái sừng đầu tiên. Đây, chị bóc phần cái sừng ra. Đây các bạn, vậy là chị đã làm xong Unico có cái sừng màu vàng, ba bím tóc thì màu xanh, màu đỏ và màu tím. Cái thân Unico chị để màu trắng nhá, và cái bàn tay và cái bộ cái má màu hồng. Ở dưới là cái bánh chị để màu tím và ở xung quanh đó là màu đậm. Những cái hạt cốm chị cho rất là nhiều màu. Vậy là chị vừa làm xong bức tranh cát. Các bạn hãy xem cận cảnh nhá, sau đó chấm điểm cho chị nhá, xem bức tranh của chị làm được bao nhiêu điểm nhá.